Hôm nay tôi thủ hạ lưu tình nên chỉ đến đây thôi. Lần sau nếu như lại tùy tiện động dao động súng ở chỗ tôi thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Dù cho hắn là ai, trái cây tươi đây. Nào, cho tôi một ít. Cho tôi cốc nước của cô đây. Đi thôi, ăn no chưa? Ông nó ơi, ở đây bên này vẫn còn 4 tên nữa. Còn 4 tên sao? Ở đây nhiều người quá, làm sao đây? Đừng quan tâm, làm đi. Bắn nhau rồi. Chạy mau. Mau chạy đi. Chạy thôi. Nhanh lên. Thiếu gia. Đưa Ngọc Ánh xuống tàu. Cảnh sát Trường Hồ đang đợi các cô ở trạm rừng. Nhanh lên. Đi thôi. Tôi không đi. Mau đi thôi. Đưa tay đây. Đi thôi đại thiếu phu nhân. Đứng yên, không được cử động. Làm sao đây chị? Đứng yên đó, ai cử động tôi sẽ bắn người đó. Giải đi. Đi. Đi mau. Tránh đường, cho tôi qua. Tránh ra, tránh qua một bên. Nhường đường. Tránh ra. Có biết Trương Thế Sơn là ai không? Biết chứ. Đây là con dâu của ông ta đó. Ông ta giàu lắm. Nhà giàu sướng nhỉ? Đương nhiên rồi. Chúng ta phải canh cô ta cẩn thận. Để cô ta chạy mất là lớn chuyện đấy. Hai canh chừng một còn để cho chạy thoát thì chúng ta thành lũ vô dụng mất. Đừng xảy ra chuyện gì là được rồi. Yên tâm đi. Thôi được rồi, sắp tới rồi. Sao đấy? Tôi buồn nôn. Nhịn chút đi, sắp đến rồi, không nhịn được nữa. Dừng xe đi, dừng xe. Chạy rồi, cô ta chạy rồi. Đứng lại đó. Mau đứng lại. Bên này.
Không đúng. Làm sao cô ta chạy nhanh như vậy được? Mau quay lại. Dạ, đi thôi. Tìm cái này sao? Quả đúng là con gái nhà giàu có khác. Còn biết lái xe nữa sao? Đi xuống. Trong trường cô ta cẩn thận cho tôi. Biết rồi. Lão gia, ông đừng đứng ở cửa sổ như vậy nữa. Nguy hiểm lắm. Cảnh sát Trường Hồ, cậu lái xe nhanh hơn chút nữa được không? Đại phu về rồi, đại phu, hội trưởng Trương, đại phu, sao lại về đây, hội trưởng Trương, đi thôi. Sao vậy, tôi đưa hai người rời khỏi đây. Không được, tôi hỏi ông trước. Ngọc Ánh, còn có Hồng Châu, Lan Ngọc, có phải là lại bị bắt nữa rồi không? Là thật. Nhưng khoan hẵng nói chuyện này, giờ tôi đưa hai người ra khỏi biệt thự Trương gia đã. Xem ra, lần này lời hắn nói là thật. Hắn nói, bây giờ bọn hắn sẽ giải Ngọc Ánh, đưa đến trước mặt lão gia. Ngọc Ánh sao? Tính toán thời gian thì sắp tới rồi. Bọn chúng muốn áp giải cô ấy đến đây. Molly cô nói như vậy sao? Đúng vậy. Đại phu, nếu như Ngọc Ánh bị bắt về đây thì tôi không thể đi với ông được. Tôi phải ở đây trông chừng Ngọc Ánh. Thế nên tôi chỉ cầu xin ông một việc. Dù tôi còn hay mất, dù ra sao đi nữa, ông nhất định phải cứu được Ngọc Ánh. Ông yên tâm. Được. Nhờ cả vào ông đấy. Tôi đi đây, đi đi. Trương Thế Sơn, ra đây. Thiếu phu nhân, Ngọc Ánh, cha. Hội trưởng Trương không đồng ý với điều kiện của tôi. Tôi chỉ đành xử lý cô ta ở trước mặt anh. Không, xin đừng, đừng. Chuyện này do tôi mà ra. Tôi biết bảo vật được cất giữ ở đâu. Anh cứ việc nhắm vào tôi. Muốn chém muốn bắn, cứ việc nhắm vào tôi. Anh hành hạ một người phụ nữ như đó làm gì? Anh thả Ngọc Ánh ra, thả con bé ra. Thả cô ta thì dễ thôi. Nhưng mà anh phải nói cho tôi biết nơi cất giấu bảo vật. Sao hả? Anh không nói sao? Chuyện này là do tôi làm. Con bé vốn không biết gì cả. Anh hỏi tôi, tôi còn có thể không nói sao? Ông là đồ súc sinh. Dù giờ ông có lấy mạng tôi thì cũng đừng mong có được bảo vật. Xử lý cô ta. Đừng. Được. Được rồi. Cha, tôi nhận thua. Tôi nhận thua rồi. Được. Tôi nói, cha không thể nói cho bọn chúng. Bây giờ tôi
Bây giờ tôi sẽ đưa các anh đi tìm. Tìm bảo vật. Được, bây giờ anh phải lập tức thả Hồng Châu, Lan Ngọc và cả Ngọc Ánh ra, để chúng nó rời khỏi nơi này. Nếu không, tôi không đi. Được, thả cô ta ra đi. Thế nào? Đi thôi. Cha ơi, cha, đừng mà, cha. Đợi sau khi tôi dặn dò xong chuyện này thì ông hãy lập tức đưa Ngọc Ánh đến ga tàu, tụ họp với Lâm Đức. Vâng, lão gia. Hội trưởng Trương, sao lại không đi nữa vậy? Tôi muốn gặp Hà Ngọc Ánh. Gặp Hà Ngọc Ánh sao? Tôi muốn gặp Hà Ngọc Ánh tại đây và ngay bây giờ. Nếu không thì sao? Vậy nếu tôi cũng không thì sao? Được, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Khoan, tôi không cần dùng xe của anh. Tôi muốn để quản gia của tôi lái xe đón nó qua đây. Chỉ cần tôi thấy Hà Ngọc Ánh được quản gia của tôi đưa đến đây, tôi sẽ lập tức dẫn anh đi lấy bảo vật. Được. Đại phu, sao rồi? Quản gia, sao anh lại về đây? Hội trưởng đâu? Hội trưởng và Inuka hiện đang trên đường đến khu mộ gia tộc Trương gia, kêu tôi đến đón thiếu phu nhân qua đó. Khu mộ gia tộc Trương gia sao? Đúng vậy. Đợi lát nữa tôi đi với anh. Không, lão gia có dặn, chỉ đưa thiếu phu nhân qua đó thôi. Đại phu, bụng của tôi đau. Ngọc Ánh, đại phu, cô dùng tay ấn vào đây. Đại phu, đừng lo lắng, qua đây nói chuyện một chút. Anh chắc chứ? Tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng cho dù thế nào cũng không dễ dàng kết luận được. Đại phu, anh biết đó, con người tôi, ở trong lòng tôi. Đừng nói nữa, cái anh này, tôi hiểu mà. Tôi hứa với anh. Xin cảm ơn, cảm ơn. Khoan đã, mạch tượng của thiếu phu nhân đang không ổn định, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị sảy thai. Vốn dĩ phải được nằm yên nghỉ ngơi, nhưng anh nhìn tình hình hiện tại xem. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ lái xe cẩn thận. Trương gia đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, không thể để xảy ra chuyện không hay nữa. Nào thiếu phu nhân, chúng ta đi. Cẩn thận. Nhớ phải cẩn thận đó, được. Thiếu phu nhân, tới rồi.
Ngọc Ánh, cha, con có sao không? Con không sao, là đại phu đã cứu con. Qua đây, cha nói con nghe. Ngọc Ánh, con chỉ cần nghe cha nói thôi, đừng có phản ứng gì hết. Đống bảo vật của Trương gia chúng ta được cha giấu ở khu mộ gia tộc Trương gia. Khu mộ gia tộc sao? Đúng vậy, bọn chúng vẫn chưa bắt được đám người Lâm Đức. Một lát nữa, cha sẽ để quản gia lái xe đưa con đi. Vậy còn cha? Đừng lo cho cha sẽ không sao đâu. Cha nói con nghe, nếu lỡ như cha có xảy ra chuyện gì, cha, vậy thì cha là trụ cột của gia đình, cha không thể xảy ra chuyện được, cha sợ lỡ như hội trưởng Trương. Các người đang nói chuyện gì vậy? Tôi có thể nghe chung được không? Anh Inuka, các anh hành hạ giày vò con dâu tôi, đã làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng của nó. Đứa bé này là huyết mạch của Trương gia chúng tôi, là cháu trai của tôi. Tôi quan tâm một chút không được sao? Lẽ nào quân nhân Nhật Bản các anh đến cả chút tình người này cũng không có luôn sao? Anh nặng lời rồi. Mời anh tiếp tục đi. Nghe cha bảo, muốn mở được kho báu này phải có mật mã. Mật mã nằm ở trong hai chiếc nhẫn được đeo trên cổ của con và Lâm Đức. Đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau rồi xoay dưới ánh sáng, bên trong sẽ hiện ra 12 con số. Đó chính là mật mã. Ngoài cách này ra, không còn cách nào mở được nó. Còn nữa, muốn vào được nơi cất giữ kho báu, cần có một tấm bản đồ dẫn đường. Trong thư phòng cha có thiết kế âm tường, bản đồ được đặt trong chiếc hộp nằm trong mật đạo. Cha đã làm dấu ở bên cạnh cơ quan mật đạo này. Nó nằm bên dưới bệ thờ. Đã hiểu chưa? Dạ rồi. Được rồi. Những gì cần dặn cha đã dặn hết rồi. Hai đứa nhất định phải bình an sinh ra đứa bé này. Các con nhớ phải bảo trọng cha. Hội trưởng Trương, Hà Ngọc Ánh đang đứng ngay bên cạnh anh, bình an vô sự. Anh có thể thực hiện lời hứa của mình rồi đó. Không, tôi muốn nhìn thấy quản gia của tôi đưa Hà Ngọc Ánh đi. Hơn nữa, các anh không được phép cho người đi theo. Một khi tôi phát hiện các anh đi theo, vậy thì tôi sẽ đồng quy vu tận với các người. Được, đồng ý, cứ vậy đi. Được, đi đi, thiếu phu nhân. Lão gia, ông phải cẩn thận đấy. Nhớ bảo trọng. Lão Hoàng, Ngọc Ánh và Lâm Đức, tôi giao cho ông đấy. Được, dù thế nào ông cũng phải đưa chúng nó đến nơi an toàn. Trương Thế Sơn tôi, dù có đến âm tào địa phủ, vẫn cảm kích muôn phần. Ông yên tâm đi, lão gia, tôi nhất định sẽ làm theo lời ông. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Thiếu phu nhân, cô có sao không? Thiếu phu nhân, cô có nghe thấy tôi không? Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Cô cố gắng chịu đựng nhé. Tôi đưa cô đến bệnh viện ngay đây. Cô nằm đây nha. Ta
Tam Hiệp, cậu vẫn còn sống. Muốn tôi trầu trời sao? Không dễ vậy đâu. Nói, bảo vật đang được giấu ở đâu? Dù cho cậu có lấy mạng tôi thì tôi cũng không nói cho cậu biết đâu. Được, vậy tôi cho ông tọa nguyện. Tiểu thư, là tôi đây. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Anh Hoàng, là quản gia. Cha ơi, đừng mà. Cha ơi, cha tỉnh dậy đi, cha đừng bỏ chúng con mà. Cha ơi, cha làm sao vậy, cha? Cha ơi, đừng mà. Cha tỉnh lại đi, đừng bỏ chúng con mà. Cha tỉnh lại đi. Cái gì thế này? Đây là máu của phụ nữ. Tiêu rồi. Ý của ông là sao? Đây là máu của Ngọc Ánh. Cái thai của Ngọc Ánh bị sẩy rồi. Lâm Đức, đại thiếu gia, cậu phải bình tĩnh lại. Đại thiếu gia, cậu hãy nghĩ thoáng ra. Nghĩ thoáng ra. Vậy Ngọc Ánh đang ở đâu được chứ? Chúng ta phải đến khu mộ. Khu mộ sao? Khu mộ gia tộc Trương gia. Khu mộ gia tộc Trương gia sao? Còn Ngọc Ánh phải làm sao? Đại thiếu gia, lần này chắc ông nhà mắng mình bơm đầu mất. Sao thế? Đừng bảo là ông lại thấy tiếc nữa nhé. Chuyện mấy chục năm trước đột nhiên lại quên mất. Chắc là
Hay là nếu các anh nóng lòng muốn biết thì các anh đi trước đi. Xin mời. Lên. Vâng. Nhìn đi, không nghe tôi nói đấy. Sốt ruột rồi chứ gì. Bây giờ thì mời anh vào. Sao thế? Sao không đi tiếp? Còn chiêu trò gì nữa? Anh cứ tung ra đi, Inuka. Bây giờ anh đã bước lên bẫy tử thần do tôi thiết kế rồi. Kể từ bây giờ, chỉ cần một trong hai người chúng ta di chuyển thì hai ta sẽ lập tức quy tiên. Anh đã thua, tôi lại thắng. Anh quá nóng lòng muốn làm tốt mọi việc nên đã đánh mất lý trí, sau đó bị tôi từng bước dắt mũi đi vào bẫy. Để anh thả Trương Lâm Đức ra, trả lại tự do cho Hà Ngọc Ánh. Bây giờ tôi lại từng bước dẫn anh đến bẫy tử thần. Inuka, anh nghĩ rằng dựa vào sức mạnh của anh, dựa vào cách anh hãm hại người khác là có thể khiến chúng tôi khuất phục sao? Nằm mơ đi. Nói cho anh biết, dân tộc Trung Hoa là một dân tộc bất khuất, một dân tộc không ngại hy sinh. Những bảo vật mà tôi cất giấu chính là bảo vật của dân tộc Trung Hoa. Ai cũng đừng hòng cướp được. Rồi sẽ có một ngày các người phải cút xéo về Nhật Bản. Số trời đã định, nó vĩnh viễn thuộc về Trung Quốc. Thầy ơi, chủ tịch ngài không sao chứ? Thầy Inuka, chủ tịch, thầy ơi. Thầy Inuka. Cẩn thận. Nhẹ tay thôi, cẩn thận một chút. Thầy ơi, thầy bị thương rồi. Trương Thế Sơn, anh không tiếc hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ bảo vật. Còn tôi có đại thần bảo hộ tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy bảo vật. Nhất định sẽ tìm được bảo vật.
Moliko. Trung Quốc có một câu nói, đó là dù con cáo có xảo quyệt đến đâu cũng không thể thoát khỏi tay thợ săn giỏi. Hình như đó là lão gia. Bây giờ vẫn chưa rõ tình hình, cứ theo dõi tiếp đi. Đi thôi, chúng ta đi cẩn thận. Lão gia. Cha nuôi. Lão gia ơi. Cha nuôi. Đừng mà cha. Con xin lỗi cha. Con đến muộn một bước rồi. Cha nuôi, con nhất định sẽ tự tay tiêu diệt Inuka để báo thù cho cha. Inuka, tôi sẽ băm ông thành trăm mảnh. Lên. Đợi 3 ngày rồi, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Còn có một cô gái nữa, một cô gái trông trẻ nhỉ, lại còn xinh xắn, không được động vào tiểu thư của tôi. Đi thôi. Đi. Đi mau. Cô gái nhỏ này thật là xinh đẹp. Bàn tay nhỏ bé này vừa trắng vừa mềm. Tôm thối, cái thằng ngu này, lại đây cho tôi. Năm nay là năm tuổi của ông đây, mà cậu lại đưa một người phụ nữ xui xẻo về đây, sẽ gây ra thảm họa đẫm máu đấy. Cái thằng ngu này. Cái thằng đần này tôi đánh cậu bây giờ. Sao vậy đại đương gia? Thằng nhóc cậu, dám đưa một người phụ nữ đúng quần đầy máu đến cho tôi chơi, như vậy sẽ xảy ra thảm họa đẫm máu đấy. Mau mang ra ngoài cho tôi. Tôi cũng không biết cô gái đó tới tháng mà. Tôi biết đưa cô ta đi đâu bây giờ. Bãi đất trống, bãi tha ma, chỗ nào mà chẳng được. Đại đương gia, cô ta đang sống sờ sờ mà để cô ta ở nơi đó, như vậy có được không? Lỡ như cô ta ngủ thì sao? Đừng nói nhảm nữa, đi đi.
Hai người ở bên ngoài mau vào đây cho tôi. Tiểu thư, mấy anh em chúng tôi cũng coi như là có tâm, đã để cô ở một nơi thế này, cô ở hiền thì sẽ gặp lành thôi. Đi thôi, chuồn nhanh đi. Bảo trọng nhé. Xuống xe, nhanh lên, mau xuống xe. Xuống đây nào, nhanh lên, mau xuống xe. Tôi xuống liền, nhanh lên. Còn bà già này nữa, mau xuống xe. Tôi đang nói cô đấy, tôi kêu cô xuống xe. Cô bị điếc hả? Chính là chỗ này sao? Cái quái gì vậy? Đúng, chính là chỗ này. Các anh em, cho bọn chúng biết tay đi. Đứng yên đó. Có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Mấy cái giường đó để ở đâu? Đại đương gia, nói mau, cô ấy đang ở đâu? Đại đương gia, mau trả lời tôi, cô ấy và mấy cái giường đang ở đâu? Đại đương gia, nếu không muốn đương gia của mấy người mất mạng thì mau nói đi. Nói mau. Bà cô ơi, cầu xin cô. Bà cô ơi, bà cô tha cho đại đương gia của tôi đi. Còn mẹ già 80 tuổi phải nuôi, còn hai đứa con thơ phải chăm sóc. Hai đứa nó không thể không có cha. Cô biết hai đứa nó bao nhiêu tuổi không? Hai đứa nó còn không biết tự ăn cơm, càng không biết tự nấu ăn, đều phải nhờ đại đương gia chăm sóc, mấy người khác thì không biết làm. Vì hai đứa trẻ đó, cô tha cho đại đương gia của tôi đi, tha cho anh ấy đi, tha cho hắn cũng được. Đồ đang ở đâu? Mấy thứ đó đang được gửi bán trong tàng cổ các ở Thiên Tân. Cái gì? Tàng cổ các ở Thiên Tân? Đúng vậy. Cái gì gọi là gửi bán? Gửi bán? Gửi bán chính là mình để đồ cần bán vào đó. Nói chậm lại. Vâng, để đồ cần bán ở chỗ đó. Khi nào có người muốn mua món đồ đó thì sẽ bán cho người đó với giá đã thỏa thuận từ trước. Khi nào bán được mới đưa tiền cho chúng tôi. Cái này gọi là gửi bán. Sao lộn xộn quá vậy? Người đâu? Cô gái đó đang ở đâu? Cô gái? Cô gái nào chứ? Cậu giỡn mặt với tôi hả? Tôi không biết người đó. Là người quen của các vị đại hiệp. Lúc đầu tôi chỉ muốn đem người về cho đại đương gia, để mua vui cho đại đương gia.
Tôi không ngờ cô gái đó lại chảy máu. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy. Tôi đã đưa cô ấy rời khỏi đây. Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Tôi đã đưa cô ấy đến Amico, ở thôn Đại Thu. Cậu đúng là tạo nghiệp mà. Mấy người cũng vậy. Nữ hiệp ơi, tha cho chúng tôi đi. Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi không dám nữa đâu. Cô tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không dám nữa đâu. Không dám nữa đâu. Đứng dậy đi. Bà muốn gì? Dẫn đường. Tôi phải đến đó tìm cô ấy. Dạ được. Mời bà đi lối này. Đi thôi. Cô rất xinh đẹp, nhưng dữ như quỷ. Các người cũng đi theo đi. Dạ vâng. Mời hai vị đi lối này, chính là chỗ này đó. Tôi nghe nói, chính là chỗ này. Chính là họ. Mấy ngày trước, có phải các sư thái đã cứu một cô gái bị hôn mê không? Các thí chủ, gần đây ăn chúng tôi không hề thu lưu cô gái nào. Các thí chủ nên đi tìm chỗ khác đi, để không làm phiền các Phật tử đang tu luyện trong am. A-di-đà Phật. Sư Thái, thật là xin lỗi các vị. Xin lỗi, tôi đã làm phiền các vị. Nhưng hôm nay tôi thực sự không có thời gian rảnh. Xin Sư Thái trả cô ấy cho chúng tôi. Xin đừng ép tôi. Ở một thánh địa như này, bình yên và thanh tịnh như vậy, dùng vũ lực. Đừng giấu nữa. A-di-đà Phật. Thiện tài, thiện tài. Nếu nữ thí chủ này không tin lời của Bần Ni, thí chủ có thể tự đi tìm. Để tôi. Tôm thối, đi thôi. Sư phụ, để cho họ tìm. Tìm ra rồi, tìm thấy rồi. Tìm thấy người rồi, nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Tôi tìm thấy người rồi này. Nào nhanh lên, lên xe thôi. Làm gì vậy? Thế này là sao đây? Ôi trời đất ơi. Đang ban ngày ban mặt mà, giữa ban ngày mà cũng gặp ma sao? Người đáng sống thì không được sống, người không đáng sống thì lại sống. Mà khoan, cậu tính làm gì vậy? Định xử tôi sao? Làm gì thế? Cô làm gì vậy? Làm gì đó? Cô làm gì thế? Lại làm gì nữa không biết. Bà, vội quá ấy mà. Cậu, làm gì thế? Lên xe. Thiếu phu nhân nhà chúng tôi đâu? Rốt cuộc đã bị ai đón đi rồi? Bệnh viện qua cô đô. Này tiểu thư. Tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Tốt quá rồi, tốt lắm. Bác sĩ có bảo chỉ cần cô tỉnh lại là hết nguy hiểm. Tốt quá rồi. Cha ơi, con trai Phan An ở đây báo cho cha tin vui này. Con đã cứu một cô gái. Bây giờ cô ấy đã tỉnh lại rồi.
Bác sĩ nói chỉ cần cô ấy tỉnh lại là sẽ không sao cả, cô ấy sẽ từ từ khỏe lại thôi. Cha thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Con trai cha, làm được rồi. Tiểu thư, sao cô ngồi dậy rồi? Bác sĩ nói là cô phải tĩnh dưỡng, bảo cô đừng hoạt động. Anh là ai? Bạn nãy cô không nghe thấy hả? Thôi được rồi, tôi sẽ giới thiệu lại lần nữa vậy. Tôi tên là Phan An. Phan An. Giọng nói của cô hay quá. Thanh âm của cô, khi đọc lên tên tôi cảm thấy vô cùng êm tai. Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Anh Lâm Đức và những người khác đâu? Bọn họ đâu rồi? Chuyện mà cô hỏi, tôi thật sự không trả lời được. Quẹo trái ngay ngã rẽ phía trước. Không, hình như không phải ngã rẽ này. Hình như ngã rẽ tiếp theo quẹo phải. Không đúng. Rốt cuộc là trái hay phải? Không phải, tại mấy con đường cứ na ná nhau. Không nhận ra được, tôi nói cho cậu biết. Đừng có mà giở trò với tôi. Tôi nào dám. Nhìn kìa, ngay chỗ bán bột trên quẹo trái. Ban nãy tôi nhớ nhầm. Phải rồi, cô này, trong lúc đang hôn mê, cô cứ luôn gọi anh Lâm Đức. Tôi có thể hỏi, anh Lâm Đức này là gì của cô được không? Tôi vẫn chưa biết tên họ của cô nữa. Cho hỏi cô tên là Hà Ngọc Ánh. Hà Ngọc Ánh sao? Hà Ngọc Ánh. Tên hay quá. Trong trẻo lấp lánh tựa như thể một viên ngọc quý. Tinh tế sang trọng mà cũng thật mong manh. Viên ngọc quý ấy yêu kiều đón lấy ánh mặt trời, để từng tia nắng ấm áp soi dọi vào tận sâu bên trong. Viên ngọc đã ôm lấy ánh sáng, rồi lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn, sặc sỡ hơn cả ánh mặt trời. Anh Phan, anh là nhà thơ sao? Hà tiểu thư, làm sao cô biết được? Cô thật thông minh. Tôi biết rồi. Chắc chắn cô đã từng nghe thấy tên của tôi, hoặc là từng đọc, hoặc là từng thấy được bài thơ tôi viết, đúng không? Hà tiểu thư, tôi đột nhiên có một cảm hứng. Tôi muốn tặng cho cô một bài thơ. Vẻ đẹp của cô không phải là vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cũng chẳng phải là vẻ đẹp chim sa cá lặn. Vẻ đẹp này của cô khiến cho tôi ở trong thế gian đang thối giữa theo từng ngày này có thêm can đảm để tiếp tục sống. Anh Phan, cô đừng ngắt lời tôi mà. Cảm hứng mất rồi. Sau này khi mà cảm hứng của tôi xuất hiện, cô đừng ngắt lời tôi đó. Nhưng mà cũng không sao. Được tiếp xúc với người xinh đẹp như cô đây, cảm hứng của tôi sẽ đến bất cứ lúc nào thôi. Tôi có thể viết rất nhiều bài thơ dành cho cô. Thậm chí sau này tôi có thể ra hẳn một tập thơ tặng cô luôn. Phải rồi, Hà tiểu thư, cái này tặng cô. Chúc cô mau chóng bình phục. Cảm ơn anh. Là chỗ này nè. Ở bên trong đó, dương chứa được bảo vật nằm ở bên trong đấy. Mau vào thôi, đi vào xem. Tiệm đồ cổ Xương Bình Tống gia. Sao lại thế này chứ? Thằng nhóc tôm thối kia, thế này là sao? Đồ đâu hết rồi? Ông chủ đâu? Lúc tôi tới không phải như thế này mà. Ông chủ ơi, trưởng quỹ Quách ơi, tới đây. Các cậu tìm ai thế? Không phải trưởng quỹ Quách lúc trước đâu. Trưởng quỹ Quách mới dọn đi lúc sáng rồi. Cũng đã trả phòng rồi. Cái gì? Trả phòng rồi? Đúng vậy. Nói là phải đến Dương Châu, hình như là có chuyện gấp. Xin hãy tin tôi, tôi đã mang bảo vật đi tìm trưởng quỹ Quách thật mà.
tôi đã đưa hết cho ông ta rồi. Lúc đó, mấy cái dương kia đều do tôi kéo vào trong hết đó. Anh gặp tôi lần nào chưa? Chưa bao giờ. Trời đất ơi, anh là người làm của trưởng quỹ Quách. Mà anh không gặp tôi sao? Cô ơi cô, tôi thật sự đã mang tới rồi mà. Cậu thôi ngay đi, đừng diễn nữa. Chuyện này chắc chắn là do cậu giở trò. Tôi không liên quan đến tôi nha. Lời tôi nói, câu nào cũng là thật. Saicho, tôi là người Đông Bắc. Tôi và quan nội khi xảy ra sự kiện 918. Cha tôi là một thương nhân. Gia đình tôi rất giàu có. Nhưng mà cha tôi đã bị bom đạn của người Nhật lấy mạng rồi. Cha của anh cũng mất trong tay người Nhật Bản sao? Tôi là một người yêu cuộc sống. Sở thích của tôi là âm nhạc, điêu khắc, kịch nói, còn cả mỹ thuật nữa. Nhưng từ sau khi cha tôi mất, tôi chỉ có thể thông qua việc làm thơ để nói lên tiếng lòng của mình. Nhưng tôi nhận ra trong những bài thơ của tôi còn thiếu đi một thứ. Tựa như cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết, sự va chạm giữa cảm xúc và linh hồn. Tôi không hiểu ý của anh là gì. Chính là tôi luyện lòng can đảm. Lòng can đảm sao? Đúng vậy. Lúc tôi đang ở Amico, nói chuyện với sư thái ở đó, nghe nói ở phía sau Am có một bãi tha ma. Đi ban ngày thì chẳng có cảm giác gì. Cho nên tôi quyết định đợi đêm xuống, trời tối mù gió lạnh lẽo, một mình đi đến cái bãi tha ma ấy, để nỗi sợ bao lấy tôi, làm cho các tế bào trong tôi mạnh mẽ hơn, ở lại cả một đêm để trải nghiệm nỗi sợ. Đang lúc quan trọng thì lại thắt. Được thôi, mình đến đây để trải nghiệm nỗi sợ mà. Không sáng nữa thì thôi, mình càng dễ trải nghiệm nỗi sợ. Tiểu thư, cô gì đó ơi, này cô, tỉnh dậy đi. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, đúng vậy. Đây là bệnh viện tốt nhất ở Thiên Tân, phòng bệnh tốt nhất. Hơn nữa, tôi còn đặt thêm một vài bức tượng ở đây. Không tệ chứ. Cảm ơn anh. Anh tốt với tôi như thế, tôi phải báo đáp anh thế nào đây? Cô tuyệt đối đừng báo đáp tôi. Tôi nói cô nghe, tôi còn phải cảm ơn cô nữa đó. Cảm ơn tôi sao? Đúng vậy. Cha tôi từng dạy, khi giúp đỡ người khác thì nhất định phải giúp hết sức mình. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Hôm nay tôi cứu mạng cô cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của cha mình. Cho nên phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Phải rồi, Hà tiểu thư này, tôi vẫn chưa hỏi cô, trong nhà cô còn những ai nữa? Cô là người dân tộc nào? Cô đã kết hôn chưa? Câu hỏi của tôi có phải hơi đường đột không? Moliko, Moliko, Phan An, sao lại là em? Sao em lại ở đây? Sao anh cũng ở đây? Anh, không có gì. Chuyện này không quan trọng.
Anh nghĩ vận mệnh cho chúng ta gặp lại nhau chắc chắn có nguyên do của nó. Chuyện đó thì xin lỗi nha, em còn có việc gấp, em đi trước đây. Có dịp thì nói sau nha. Molly cô, Molly. Hà tiểu thư, cô Hà này, cô đoán xem tôi đã gặp được ai? Tôi không muốn biết, tôi muốn nghỉ ngơi, thấy chưa? Tôi biết là cô muốn biết mà. Tôi nói cô nghe, tôi đã gặp được tình đầu của mình. Chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Cô thấy không, người tốt ắt có phúc. Tôi đã cứu cô, cho nên tôi mới đến bệnh viện. Kết quả là tôi đã gặp được cô ấy ở bệnh viện. Đúng là sự tình cờ của số mệnh mà. Không được, tôi phải ra cửa đợi cô ấy đã. Sao Molly cô lại ở đây? Thưa thầy, em xin lỗi. Hành động lần này thất bại rồi, chưa thể hiện được hết sức lực, chưa chuẩn bị kỹ càng. Sai sót là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ đối đầu với hai người là người Trung Quốc gian xảo như tam hiệp thì phải xảo trá hơn cậu ta gấp bội mới thắng được. Xin thầy hãy chỉ dạy. Học trò, xin cảm kích khôn nguôi. Trung Quốc có một câu nói gọi là những người hay nói đúng sai thì người ấy mới có vấn đề. Thưa thầy, ý của thầy là hai người có từng nghĩ tới đây là một ván cờ không? Hai người không nghĩ ra sao? Tam hiệp nửa đêm mò đến Trương gia, nhờ vào hai người giúp đỡ, không tìm ra được bảo vật, cũng không tìm ra được bóng dáng của Hà Ngọc Ánh. Giống như chúng ta, không được cả tiền lẫn người. Dựa vào tính cách của cậu ta sẽ nhận thua sao? Tất nhiên là không. Cho nên tam hiệp cầu cứu hai người chỉ là muốn mượn một cái vỏ bọc để trốn thoát thôi. Ông chủ của tiệm đồ cổ đột nhiên mất tích cũng chỉ là một cách che mắt. Tam hiệp chắc chắn nghĩ rằng cậu ta làm vậy, chúng ta sẽ không biết được tung tích của bảo vật nữa. Cậu ta muốn che mắt thiên hạ. Ý của thầy là bảo vật vẫn còn nằm trong tay cậu ta. Cô nghĩ thử xem, một người biết rõ giá trị của bảo vật sẽ để bảo vật trên xe ngựa được sao? Không ngụy trang gì cả, để dương sắt lộ rõ mồn một ra đó. Đi trên con đường ở nông thôn không mấy an toàn, không sợ thổ phỉ hay là đám lính ô hợp đánh cướp sao? Cứ thế công khai băng qua quãng đường gập ghềnh đi tới Bắc Bình. Cậu ta chắc chắn hy vọng giữa đường gặp chuyện, sau khi xảy ra chuyện thì đánh trống la làng. Bảo vật thật sự không hề có trên xe ngựa. Cậu ta bày ra ván cờ này là để dẫn dắt chúng ta đi vào một ngõ cụt không có lối ra. Thưa thầy, phải làm sao đây? Em đã bảo Sai Châu áp giải hắn đến công ty rồi, có cần phải lập tức thẩm vấn hắn không? Vờ tha để bắt thật, lần theo dây để bắt gà đi. Thả cậu ta ra. Không, dẫn cậu ta tới đây, tôi muốn gặp cậu ta. Tôi muốn gõ núi dọa hổ. Vâng, em sẽ đi ngay. Khoan đã, Molly cô, Sai Châu, phải mau chóng tìm được Hà Ngọc Ánh. Chuyện này rất quan trọng đối với chúng ta. Hai người nghĩ đi, bảo vật ba đời của Trương gia gần như đã nằm trong tầm tay, lại không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, thật sự là một điều đau khổ. Dạ, vâng. Molly cô, Molly cô này, cô đã xong việc chưa? Giờ có đang rảnh không? Chúng ta, anh Phan An, thật ngại quá, gặp lại người quen, vốn dĩ nên trò chuyện một chút, nhưng mà giờ tôi đang có việc, thật sự không dám chậm trễ, tôi đi trước nha.
Moliko, cô có thể để lại số điện thoại hoặc là cách thức liên lạc để tôi tiện tìm đến cô? Không tiện lắm đâu. Chuyện đó thì nói sau đi nha. Tạm biệt, chúng ta có thể cùng đi ăn. Moliko. Cô ấy không muốn để lại số cho tôi. Nhưng tôi hiểu mà. Bởi vì tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay cô ấy. Bây giờ cô ấy đã là phụ nữ có chồng rồi. Cho nên phải giữ khoảng cách với tôi. Ở đây nè. Mau đi. Bà thím, thiếu phu nhân của tôi ơi. Thiếu phu nhân ơi, cô sao rồi, không bị làm sao chứ? Anh, anh có. Có. Anh có chuẩn bị thứ này cho em. Bảo trọng. Moliko. Phan An, là em thật này. Sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây thế? Anh đã cứu một cô gái. Mấy chuyện này không quan trọng. Anh nghĩ vận mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau, chắc hẳn là có lý do của nó. Quay lại bệnh viện ngay, mau. Được. Xin hỏi, chuyện này là sao vậy? Chuyện là thế này. Sư thái ở Amnico đã nói cho tôi, nói là cậu Phan đây. Cậu là cậu Phan đúng chứ? Tôi là Phan An. Nói rằng là cậu Phan đây thường đến am của họ uống trà, miệng mồm lanh lợi, khéo ăn khéo nói, là một người tốt. Những lúc rảnh rỗi còn đến cả bãi Tha Ma để đi dạo nữa. Cho nên bà ấy mới nghĩ, có khi nào cậu Phan đây đã cứu thiếu phu nhân của chúng tôi rồi không? Bảo tôi đến nhà cậu tìm thử xem. Quả đúng không sai, bà ấy đoán trúng rồi. Vậy nên cậu ấy đã dẫn tôi tới đây đấy. Là vậy sao? Tôi xin bái phục. Anh Phan này, tôi muốn nói chuyện riêng với bà thím một lát. Được, không thành vấn đề. Thiếu phu nhân, bà thím, Moliko vừa mới đến đây đó. Cô ta tới đây thật hả? Cô ta biết cô đang ở đây sao? Không phải chứ, sao lại thế? Đừng nói là cô bị hoa mắt rồi chứ.
Không có nhầm đâu. Hơn nữa, hình như cô ta có quen biết với anh Phan. Quan hệ còn có vẻ rất đặc biệt. Quan hệ đặc biệt sao? Mau lên, mau đi thôi. Mau. Cô đi đường được không? Được. Không, không được. Không đi cửa trước được. Trèo cửa sổ. Trèo cửa sổ được không? Có bà thím này ở đây, việc gì mà không được. Đi thôi. Ôm chặt tôi. Sao rồi? Không sao chứ? Tôi không sao. Anh ở lại trong xe. Được. Cô cứ việc đi ra, tìm một chiếc xe kéo, rồi chạy thẳng đến văn phòng của cảnh sát Trường Hồ. Còn bà thì sao? Tôi ở đây canh chừng. Cái cô người Nhật đó, cô ta mà đuổi theo cô, tôi sẽ đè đầu cô ta xuống. Bà nhớ cẩn thận đấy. Yên tâm. Nhớ phải chú ý. Phải, cậu đã thấy tôi cứu Hạ tiểu thư về đây, nhưng cứu người có dễ dàng như vậy không? Không dễ. Đúng. Bãi tha ma. Lại vào lúc nửa đêm, có ai dám đến bãi tha ma vào ban đêm không? Không ai dám hết. Chính xác. Cho nên cứu người cần phải có lòng can đảm. Cậu nói xem, làm gì có người bình thường nào cứu một người về từ cái nơi? Phan An, em cảm thấy ban nãy đi như vậy quả thật không lịch sự cho lắm. Không, em không cần giải thích đâu. Anh biết là do em có chỗ khó xử. Anh cũng biết là em sẽ quay lại tìm anh. Là người nhà hay là bạn bè vậy? Người nằm trên giường bệnh là ai thế? Em không cần lo lắng. Cô ấy là một cô gái anh mới cứu được. Đúng vậy, thiếu gia vô cùng dũng cảm luôn. Là nữ sao? Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Trước đó không hề có quen biết gì. Bọn anh, vậy cô ấy tên là gì? Họ Hà, tên là Ngọc Ánh. Moliko, làm sao thế? Moliko. Người đâu? Mới nãy còn nằm đây mà. Phan An, em hỏi anh, có phải từng có người tới đây không? Đúng thế. Ai vậy? Cái gì mà? Là bà thím. Đúng rồi, bà thím. Bà thím sao? Hà tiểu thư đã gọi như vậy đấy. Là một bà thím rất nhanh nhẹn. Xin lỗi nhé, em còn có việc. Moliko này, em lại quên không để lại cho anh phương thức liên lạc rồi. Anh đưa của anh cho em đi, em sẽ liên lạc với anh. Tới liền. Em xem đi, đây là số của anh. Moliko, nhớ gọi cho anh đó. Cậu thấy chưa? Tôi đã nói gì nào? Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi. Cô ấy sẽ quay lại tìm tôi mà. Cái gì? Cô ta ở ngay sát bên. Vâng, thưa thầy. Lập tức xuất viện. Xuất viện sao? Nhưng sức khỏe của thầy Moliko, tôi buộc phải xuất viện ngay. Sức khỏe của tôi, nó buộc phải khỏe. Cô hiểu chứ? Mau lên, nhanh lên chút.
Anh ơi, khoan đã, dừng xe. Đợi chút, chờ đã, phía trước sao vậy? Sinh viên biểu tình đánh nhau rồi, chạy mau đi. Quay đầu lại đi. Cục cảnh sát tô giới Pháp Thiên Tân. Ở đây. Anh cảnh sát, chúng tôi tìm cảnh sát Trường Hồ. Cảnh sát Trường Hồ. Các cậu là ai? Sinh viên. Chúng tôi là sinh viên của Đại học Nam Khai, có việc quan trọng. Theo tôi. Đi thôi, mau lên. Cảnh sát trưởng, bên ngoài có một nhóm đại diện sinh viên biểu tình, muốn được gặp anh. Cho vào đi. Ngài cảnh sát trưởng. Không phải vội, cứ từ từ nói. Chúng tôi tổ chức biểu tình trên đường, phản đối chính phủ ký kết hiệp định đường cô với Nhật Bản. Nhưng không biết lý do vì sao, đột nhiên có rất nhiều cảnh sát tới, làm bị thương rất nhiều sinh viên, còn thẳng tay bắt người. Một vài thành viên nòng cốt, dù đã chạy đến khách sạn tô giới anh, nhưng vẫn bị bắt lại. Cảnh sát trưởng Hồ, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Tôi đã nắm được tình hình rồi. Tôi biết nên làm thế nào. Các cậu cứ về trước đi. Đi thôi. Cảnh sát trưởng, thầy Đường muốn gặp anh, mời vào. Cảnh sát trưởng Hồ, lại gặp nhau rồi, chào cậu, mời ngồi, được. Ngồi đi. Cảnh sát trưởng Hồ, lần sinh viên biểu tình này, đúng là kế hoạch của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi chỉ có một. Phản đối chính sách ổn định nội bộ trước, chống giặc sau của Tưởng Giới Thạch, phản đối người Nhật chiếm đóng ba tỉnh Đông Bắc và khu vực Nhiệt Hà của chúng ta, yêu cầu hủy bỏ hiệp định đường cô, làm cho người Nhật cút khỏi Trung Quốc, chấm dứt tình trạng vây quét Đảng Cộng sản, các đảng phái bắt tay hợp tác, huy động tất cả chiến sĩ yêu nước cùng nhau chống Nhật. Tôi đã hiểu rồi. Ngoài ra, trong số những người bị bắt lần này có một nhân vật quan trọng đến từ Bắc Bình. Chúng ta nhất định phải đưa được cậu ấy ra. Thân phận của cậu ấy rất đặc biệt. Chắc chắn là thành viên của Đảng Cộng sản. Đúng vậy. Cảnh sát Trường Hồ, cho dù thế nào, vẫn mong cậu hãy ra tay giúp đỡ. Đảng chúng tôi, cùng các chiến sĩ yêu nước, các sinh viên tiến bộ trên cả nước đều sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ và ủng hộ của cậu dành cho chúng tôi. Yên tâm đi. Tôi biết mình nên làm gì. Được. Cục cảnh sát tô giới Pháp Thiên Tân. Chào anh, cảnh sát trưởng Hồ có ở đây không? Cảnh sát trưởng Hồ sao? Vừa mới đi rồi. Đi rồi sao? Đúng vậy. Thiếu phu nhân ơi. Bà thím. Thiếu phu nhân, sao rồi? Cảnh sát trưởng Hồ đi rồi. Đi rồi sao? Đi thôi. Đi đâu vậy? Ra chợ mua quần áo. Cô coi, cô mặc đồ bệnh nhân thế này thì sao có thể đi ra đường được. Đi thôi. Cảnh sát trưởng Hồ mà về thì cậu bảo với cậu ấy, bảo là ở yên trong văn phòng đợi tôi, đừng có đi đâu hết. Bà là gì của ngài ấy? Tôi là mẹ vợ của cậu ấy. Mẹ vợ? Cảnh sát trưởng Hồ đã kết hôn đâu? Thầy Đường ơi, cứu em với. Thầy Đường. Không có. Cảnh sát trưởng Hồ, anh không thể vào trong. Cậu đủ tư cách nói chuyện với tôi sao? Tránh ra. Thầy Đường. Phải cậu ấy không? Cảnh sát trưởng Hồ, ý gì đây? Cậu qua đây, nào, qua đây. Cởi trói, qua đây đi. Cậu hỏi ý gì đúng không? Tại sao tôi lại kéo cậu sang một bên? Là để giữ mặt mũi cho cậu đấy. Hãy nhớ ở đây là tô giới Pháp, tôi nói cái gì thì là cái đó. Sau này, mọi người còn đụng mặt nhau nhiều.
Tam Hiệp, mấy ngày không gặp, cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Nói gì cơ? Chẳng có gì để nói cả. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tôi đối xử với một người Trung Quốc như cậu vẫn luôn vô cùng tử tế, thế nhưng dã tâm của cậu lại ngày càng bành trướng. Cậu thế mà lại giả vờ đi đời, lừa dối cho qua, che mắt thiên hạ. Tại sao vậy? Nhưng mánh khóe nhỏ nhoi này của cậu rất nhanh chóng đã bị tôi phát hiện ra. Khi chúng tôi dọn xác của cậu, phát hiện sợi dây thừng trên người cậu đã bị cắt đứt, tôi đã kết luận cậu vẫn còn sống. Không hổ danh là ngài Inuka, những gì ngài nói đều đúng cả. Thực ra tôi cũng đang âm thầm quan sát ngài và Moliko. Nếu như cậu đã biết mình bị phát hiện rồi, thế thì tại sao cậu lại vẫn tiếp tục diễn? Rất đơn giản mà. Người bỏ mạng vì tiền, chim đi đời vì thức ăn. Cái này thì tôi không tin. Muốn nghe nói thật sao? Được, vậy hôm nay chúng ta cứ lật bài ngửa đi. Tam Hiệp, tên nhóc nhà cậu đừng có láo sự. Liên quan gì tới cô? Thực ra tôi vô cùng không hiểu một điều, tại sao Trương Lâm Đức lại biết được tôi và tiểu thư đang ở đâu. Vậy nên trong lúc giao chiến, tôi đã hỏi anh ta. Cậu chạy nữa đi. Có ngon thì chạy tiếp đi. Xem ra hôm nay tôi phải bỏ mạng dưới tay anh rồi. Đúng vậy, hôm nay cậu buộc phải bỏ mạng tại đây. Khoan đã, tôi muốn được ra đi một cách rõ ràng. Nói cho tôi biết, làm sao anh biết được nơi trú ẩn của tôi? Là Molly cô tra ra được tung tích của cậu, gọi điện nói cho tôi biết. Các anh muốn mượn tay của Trương Lâm Đức để trừ khử tôi, sau đó bắt giữ anh ta, ép Trương Thế Sơn nghe theo, giao ra bảo vật trong ngân hàng hoàng gia. Nhưng anh không ngờ tới tôi vẫn còn sống. Những chuyện sau đó, như chất bảo vật lên xe hay là bắt giữ Trương Lâm Đức, tôi đều có mặt tại hiện trường. Phải rồi, nổ súng lấy mạng Miu ra, đó cũng là do các người ép đấy. Cho nên cậu đã chất bảo vật lên xe ngựa, tự biên tự diễn một màn, bị bọn cướp uy hiếp, sau đó báo cho tôi. Tiếp đến lại diễn một vở kịch, bảo vật đã bị trưởng quỹ Quách cuống đi mất. Là như vậy đúng chứ? Gì vậy trời? Cậu đánh cháo bảo vật xong thì đánh trống la làng, ý đồ qua mặt thiên hạ, sau đó chiếm giữ đồ thật làm của riêng. Cuối cùng để tâm huyết hơn 30 năm trời của thầy tôi đổ sông đổ bể, tội cậu nhiều kể không hết. Cô nói bậy. Cậu nói đi, tôi rửa tay lắng nghe. Bảo vật mà tôi lấy được vốn là đồ giả, còn đồ thật đã bị anh đánh cháo từ lâu rồi. Cậu tiếp tục đi, tôi rất có hứng muốn được nghe tiếp. Anh biết tôi còn sống nên đã cố tình để đồ giả ở trong phòng làm việc chờ tôi qua đó, đúng chứ? Thầy ơi, thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Tất cả chúng ta đều bị anh ta lừa gạt. Cuối cùng tôi vẫn phải lao đầu diễn tiếp là vì muốn thoát thân đó. Vậy nếu như cậu đã biết rõ mọi chuyện, sao còn phải diễn tiếp làm gì? Vì tên Trương Lâm Đức đó chứ còn sao nữa. Trương Lâm Đức làm sao cô không biết? Trên đường tôi đến Bắc Bình, đúng lúc gặp phải anh ta. May mắn cỡ nào, con ngựa mà anh ta cưỡi là con trước đây tôi từng huấn luyện, không thì cái mạng này cũng đi rồi. Trương Lâm Đức đuổi theo cậu nên mới bị thương, chứ còn gì nữa. Nói vậy thì chỉ có bỏ mạng với cậu mà nói mới là sự giải thoát. Chỉ khi cậu bỏ mạng lại, đống bảo vật kia mới như đá chìm đáy biển. Trương Lâm Đức dù có sống được, anh ta vẫn chỉ là một hung thủ hại người cướp của, cho nên anh ta không thể sống. Nè, làm lại đi, bắn vào đây này, nhắm ngay đây này. Làm như vậy là bảo vật ba đời của Trương gia sẽ được an toàn. Cậu nói cái gì? Tôi nói cô là đồ ngu, chân tuy dài nhưng não thì ngắn. Cậu mới nói gì? Xin hãy tiếp tục. Trương Thế Sơn,
từng nói chuyện riêng với tiểu thư nhà tôi. Lúc đó, tôi đang trốn ở ngay trong cốp xe. Đống bảo vật của Trương gia chúng ta được tra giấu ở khu mộ gia tộc Trương gia. Khu mộ gia tộc sao? Mặc dù hai người cũng có mặt ở đó, nhưng chắc chắn hai người không biết được Trương Thế Sơn đã nói gì với tiểu thư nhà chúng tôi. E là các anh không biết đâu đúng không? Cậu biết khu mộ này? Dĩ nhiên là tôi biết khu mộ này rồi. Tôi còn biết ngay bên dưới này đang cất giấu bảo vật nữa cơ. Làm sao cậu biết được? Cậu từng đến đây sao? Làm sao mà tôi từng đến đây được? Tôi nghe thấy đó. Cậu đã nghe thấy gì? Nói ra xem. Để não của người chân dài là tôi đây cũng được phát triển hơn đi. Thính lực của tôi cũng thường thôi, nhưng tôi nghe được rõ mồn một. Trương Thế Sơn nói với tiểu thư nhà tôi, muốn mở được đống bảo vật này phải có mật mã. Mật mã nằm ở trong hai chiếc nhẫn được đeo trên cổ của con và Lâm Đức. Đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau rồi xoay dưới ánh sáng, bên trong sẽ hiện ra 12 con số. Đó chính là mật mã. Ngoài cách này ra, không ai mở được nó hết. Muốn mở được kho báu phải có mặt Hà Ngọc Ánh ở đó. Tại sao? Thế mà cô cũng không hiểu sao. Nói cách khác, Trương Thế Sơn chỉ nói cách thức mở kho báu cho một mình Hà Ngọc Ánh. Trương Thế Sơn đích thân nói cho Hà Ngọc Ánh sao? Đương nhiên rồi. Tôi nghe thấy rõ mồn một mà. Anh ta còn nói gì nữa? Ngoài ra, muốn vào được nơi cất giữ bảo vật cần có một tấm bản đồ dẫn đường. Trong thư phòng, cha có thiết kế một mật đạo âm tường. Bản đồ được đặt trong một chiếc hộp ở mật đạo đó. Cơ quan của mật đạo này nằm ở dưới của bệ thờ, ngay bên cạnh nơi có đánh dấu. Hết rồi? Hết rồi sao? Khoan, ngài Inuka này, tôi cũng phải giữ lại đường lui cho mình chứ. Nếu như đã quay lại biệt thự Trương gia rồi, vậy vở kịch vẫn phải diễn tiếp. Không sao chứ? Không sao. Trông chừng cẩn thận đấy. Đừng để đội trưởng trách mắng, nếu không sẽ tự gánh chịu hậu quả. Đã rõ, trở về đi. Tiểu thư, tiểu thư ơi,
không được nhúc nhích. Ngọc Ánh, đứng yên, mau giơ tay lên. Tam Hiệp, đã lâu không gặp, quả nhiên cậu lại xuất hiện rồi. Sao thuốc không có tác dụng chứ? Tác dụng này tất nhiên là có tác dụng rồi, không tin cậu ngửi thử xem. Thằng nhóc ranh, để ngăn cậu dùng cái này, chúc mê đại thiếu phu nhân của chúng tôi. Đại thiếu phu nhân đã không ít lần luyện tập nín thở trong chậu rửa mặt. Lan Ngọc, con chạy đến đây để làm gì thế? Sư nương, thiếu phu nhân, hai người làm con giật hết cả mình. Sao thế? Khi con đi vệ sinh xong trở về phòng thì thấy hắn khuyên thiếu phu nhân vào thư phòng, cho nên con mới theo đến đây. Lan Ngọc, mau trở về đi. Xem như cô chưa nhìn thấy gì, có nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, tôi sẽ trở về, tôi về phòng ngay đây. Xin lỗi thiếu phu nhân, xin lỗi sư nương. Được rồi, mau đi nhanh đi, tôi đi ngay. Ngồi cho đàng hoàng. Tam Hiệp, rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu? Cô muốn đi sao? Tất nhiên rồi, tôi rất tò mò. Những ngày vừa qua, rốt cuộc cậu đã trốn ở đâu? Cậu muốn làm gì? Tôi sẽ đưa cô đi. Tiệm đồ cổ. Anh, qua đây. Nào, dừng ở đây đi. Anh, thế nào? Đồ tôm thối nhà cậu. Cậu ăn mặc thế này, suýt nữa thì không nhận ra cậu rồi. Đúng vậy đó, sau này đi theo anh làm việc rồi, chẳng phải nên ăn mặc tươm tất để giữ thể diện cho anh sao? Đừng nói nhảm nữa, cứ đi theo tôi làm việc, đảm bảo sau này cậu sẽ được ăn uống no say. Vậy nhất định phải đi theo anh làm việc rồi. Tiểu thư, ra đây đi. Cô ấy chính là tiểu thư nhà chúng tôi. Đây là tôm thối, hiện đang đi theo tôi làm việc. Tiểu thư thật là xinh đẹp, sau này nên gọi là phu nhân rồi. Chẳng phải là bà cô đây sao? Xin chào. Thái độ gì đây? Cậu quen biết tôi ư? Chị không nhớ tôi sao? Hôm đó tôi là người đã cứu chị mà. Tôi đã đưa chị đến Amico. Lúc đó khuôn mặt chị trắng bệch. Bây giờ thì tốt rồi, sắc mặt hồng hào, thật là xinh đẹp, có đúng không? Im miệng. Cậu không nói thì cũng không ai nói cậu câm đâu. Tiểu thư, mau lên xe đi. Cậu mà còn làm nhảm nữa, tôi sẽ móc mắt cậu ra. Vâng, tôi biết rồi, bà cô lên xe đi. Nào, từ từ thôi. Nào, cô ngồi cho vững nhé. Được rồi đấy, bà lên xe đi. Làm gì thế, anh Hiệp? Có phải anh có mâu thuẫn với cô gái này không thế? Một cô gái yếu đuối, sao lại có súng ở bên hông vậy chứ? Có phải anh đắc tội với người ta đúng không? Tôi sẽ nói với cậu sau, lên xe đi. Được rồi, đi thôi. Thiếu phu nhân ngồi vững nhé. Ngồi vững, bám chặt vào đó. Anh ngựa, đi thôi nào anh ngựa. Nhanh lên. Chị ơi, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Em đi đâu thế? Có chuyện lớn rồi chị. Chuyện gì? Em nhìn thấy Tam Hiệp. Tam Hiệp? Tam Hiệp ở đâu? Chị nghe em nói đã, Tam Hiệp cõng thiếu phu nhân qua đó. Thiếu phu nhân vốn đang hôn mê, bỗng dưng cô ấy lại tỉnh dậy. Sau đó sư nương cũng qua đó. Sau đó họ nói cái gì đó. Thế thiếu phu nhân đâu rồi?
ở đó, họ đuổi em ra ngoài. Họ vẫn đang ở đó. Chuyện gì vậy? Nhìn tôi chằm chằm làm gì thế? Nói đi. Đồ ở đâu? Đồ gì cơ? Bớt nói nhảm đi. Cậu giả vờ cái gì chứ? Chiếc nhẫn trên cổ thiếu phu nhân. Mau lấy ra đi. Nhẫn? Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa từng thấy nó đấy nhé. Tôi từng thấy rồi. Đó không phải là nhẫn cưới của cô sao? Nhẫn đâu? Không ở trên người cô sao? Phu nhân, có chuyện gì vậy? Tôm thối, cậu nói thật cho tôi biết đi. Là cậu lấy chiếc nhẫn đó đúng không? Tôi còn không biết nhẫn là cái gì. Anh không tin người khác, cũng không tin tôi sao? Tôi ở cạnh anh lâu như vậy, sao tôi có thể trộm nhẫn của tiểu thư chứ? Vậy tại sao nó lại biến mất? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi còn chưa thấy nó bao giờ. Nó trông như thế nào tôi còn không biết. Nhẫn thì còn thế nào được nữa? Không phải nhẫn nào cũng như nhau sao? Đúng rồi, bên trên buộc một sợi dây đỏ. Dây đỏ? Tôi chưa từng thấy chiếc nhẫn có dây đỏ nào cả. Tôi nói thật mà, chiếc nhẫn đó mất ở đâu? Anh phải nói cho tôi biết thì tôi mới tìm cho anh được chứ. Mất ở đâu? Cụ thể thì tôi không nhớ. Dù sao thì sau khi bị bắt cóc tôi không thấy nó nữa. Sau khi bắt cóc lên núi. Anh Hiệp, chỉ có một khả năng ở chỗ đại đương gia của tôi. Thật sao? Có khả năng là vậy. Chỉ có đại đương gia mới thích đeo mấy thứ nho nhỏ đó thôi. Tên đại đương gia này của cậu. Tam Hiệp, cậu đi đâu vậy? Đi lấy chiếc nhẫn về cho cô chú đi đâu? Anh Hiệp, để tôi dẫn đường cho anh. Được, nhưng chúng ta phải nói rõ trước đã. Một khi đến đó thì cậu đừng xía vào nữa. Được, để tôi dẫn đường. Tôi nghe đây. Thầy, Tam Hiệp xuất hiện rồi. Nhưng tại sao lâu như vậy cậu ta mới hành động? Hiện tại kế hoạch của chúng ta đã bị hoãn lại. Nghe Hồng Châu báo cáo, bây giờ Hà Ngọc Ánh đang đi lại khắp nơi, đã tới chỗ luật sư mấy lần để có thể lấy được bằng chứng chứng minh em là gián điệp Nhật Bản, còn ủy thác cho phòng điều tra đưa ra giá cao để tìm ra tất cả nhân chứng và hồ sơ của em ở Đông Bắc, cùng tất cả những thứ có lợi và hữu ích cho họ. Yên tâm đi Moliko, họ sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị đâu. Moliko, nghe lời thầy đi. Càng vào những lúc như thế này, càng phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn quan sát. Chúng ta cùng chờ xem tên Tam Hiệp gian xảo này sẽ tiếp tục giở trò gì để khiến chúng ta bất ngờ đây. Biết đâu lại có thành công bất ngờ thì sao? Bây giờ chúng ta chỉ cần làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Dạ vâng, thưa thầy. Anh Hiệp, tôm thối, tình hình thế nào rồi? Đại đương gia không có ở nhà. Không có ở nhà sao? Thế hắn ta đi đâu rồi? Mỗi lần đại đương gia bị thương đều tới chỗ quá phụ vương, chắc chắn đang ở đó. Vậy mà cậu còn nói nữa, mau dẫn đường đi. Đi thôi. Đi nào. Lâm Đức, thầy đứng không vững. Thầy đứng phải vững, làm lại đi. Nhìn này, thầy đứng phải vững.
từ phần eo. Cá cắn câu rồi. Bên này, phòng nào, phòng này, anh là ai? Tôm thối, cậu làm gì vậy? Chị dâu ơi, các người là ai thế? Không liên quan tới chị đâu, đại đương gia. Đừng hét mà. Suýt nữa là tiêu đời rồi, làm gì vậy hả? Đại thiếu phu nhân, đại đương gia ơi. Giành phụ nữ với tôi sao? Đại thiếu phu nhân, bà cứ gọi tôi là Ngọc Ánh đi, tôi gọi quen miệng rồi. Có khi nào tên Tam Hiệp đó sẽ bỏ trốn không? Không đâu mà, anh tôi chắc chắn sẽ, chắc chắn sẽ quay lại. Tôm thối, sao thế thiếu phu nhân? Chị nói đi, trước đây cậu là một tên cướp, tại sao cậu lại đi theo Tam Hiệp vậy? Trước đây tôi đi theo đại đương gia của tôi, sau đó đại đương gia bị bà cô này xử đẹp, mà anh Hiệp lại đối xử với tôi rất tốt, nên tôi đã đi theo anh Hiệp. Quan trọng là sau này anh ấy đem về một cái dương lớn, toàn là đồng đại dương, đầy một dương luôn, nhiều lắm. Cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hình như là được người Nhật thưởng. Được người Nhật thưởng sao? Cụ thể thì tôi cũng không biết. Đúng rồi, thiếu phu nhân, tôi nói chị nghe, anh ấy đối xử với tôi tốt lắm. Chị có biết sau khi anh ấy đem cái dương về, điều đầu tiên mà anh ấy làm là gì không? Chị không ngờ được đâu. Anh ấy cho tôi 100 đồng đại dương. 100 đồng đó, 100 đồng này chị biết có thể làm gì không? Một trăm đồng này ở quê là đủ để tôi mua nhà, mua đất, cưới vợ sinh con. Anh ấy tốt với tôi lắm. Chị nói xem, anh ấy đối xử với tôi tốt như vậy, sao mà tôi không đối tốt với anh ấy được chứ? Cho nên tôi đã nghĩ, từ nay về sau tôi sẽ đi theo anh ấy. Chị thấy vậy có đúng không? Này tiểu thư, chị có đang nghe tôi nói không thế? Cậu nói tiếp đi. Tiểu thư, anh Hiệp của tôi đúng là có chỗ không được tốt lắm. Anh ấy không tốt với người khác, nhưng anh ấy đối với chị, tôi phải nói là anh ấy đối với chị cực kỳ tốt ấy. Anh ấy một lòng một dạ, tình cảm sâu đậm, một lòng chân thành với chị đó. Chị đã đến phòng của anh ấy chưa? Thấy bức tường trong phòng chưa? Cái rèm treo trên tường. Cậu nói tiếp đi. Thôi, chị cứ tới đó là chị sẽ biết thôi. Tôi chưa thấy ai mà cố chấp như vậy luôn đó. Sao anh tôi vẫn chưa về thế nhỉ? Cái này gọi là điểm huyệt. Huyệt vị ở đây. Vị trí này, chính là vị trí này. Đấm vào đây đi.
Cô đừng kích động. Cô muốn biết cái gì? Tôi sẽ nói hết cho cô được không? Tại sao người Nhật lại cho cậu nhiều tiền như vậy? Cái này còn cần phải hỏi sao? Tôi làm việc cho người Nhật. Tôi chỉ muốn lấy được bảo vật để lấy cô làm vợ. Trước đây, tôi đã mắc phải rất nhiều sai lầm. Đó là vì tôi yêu cô, nhưng không thể có được cô. Cậu gọi đây là tình yêu sao? Đây là thâm thù đại hận. Cậu thông đồng với người Nhật, khiến mấy chục người của Hà gia chúng tôi mất mạng. Bây giờ ngay cả nhà chồng tôi cũng chịu cảnh ly tán, tan cửa nát nhà. Tôi cũng suýt bị cậu hại mất mạng. Nếu không nhờ Phan An cứu tôi đã âm dương cách biệt với anh Lâm Đức từ lâu rồi. Cậu đã hại Hồng Hà và quản gia mất mạng, thiêu sống ngựa thuần chủng. Từng chuyện mà cậu gây ra, cậu có xuống địa ngục cũng không hết tội. Cô nghĩ tôi muốn làm tay sai cho người Nhật sao? Đó là vì tôi hết cách rồi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, cưới cô gái mà tôi yêu để nối dõi tông đường cho Hàn gia chúng tôi. Lẽ nào đó là sai sao? Có những chuyện cô không biết, tôi cũng không muốn để cô biết. Nói chung bây giờ tôi cũng đã cắt đứt liên hệ với người Nhật rồi. Vậy thì được. Vậy thì cậu vạch trần thân phận thật sự của Molly cô tại cuộc họp báo đi. Cậu dám không? Tôi dám. Tôi sẽ khiến cho cô ta phải chịu trách nhiệm. Mọi chuyện là như vậy. Người Nhật vô liêm sỉ quá. Cảnh sát Trường Hồ, bây giờ tôi có thể làm gì cho cậu? Bảo vệ bảo vật Hoa Hạ, nếu là người Trung Quốc thì không ai từ chối chuyện này cả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình. Thầy Đường, tôi thay mặt mọi người cảm ơn thầy. Cảnh sát Trường Hồ khách sáo quá rồi. Thật ra cậu đối với chúng tôi, thầy Đường, việc cấp bách trước mắt là tổ chức buổi họp báo để vạch trần âm mưu của người Nhật. Tôi cần lực lượng sinh viên và lực lượng nhà báo của thầy phối hợp với tôi. Được thôi, bây giờ tôi sẽ liên hệ với họ ngay. Cảm ơn thầy Đường. Được rồi, chào cậu. Kính thưa các anh chị em trong giới báo chí và các anh chị phóng viên, hôm nay tập hợp mọi người đến đây là bởi vì Trương phu nhân của Trương gia, phu nhân Hà Ngọc Ánh và cậu Hàn Tam Hiệp có rất nhiều điều quan trọng muốn thông báo với mọi người tại đây. Vậy thì chúng ta cùng mời phu nhân Hà Ngọc Ánh, cậu Hàn Tiểu Hiệp lên nói đôi lời. Mời cậu Tam Hiệp lên đi. Xin được mời Trương phu nhân và anh Tam Hiệp lên nói đôi lời. Chào buổi tối. Tôi họ Hàn, tên là Hàn Tam Hiệp, người Nhật Hà. Trước đây làm nghề đánh xe ngựa, bây giờ là một đặc vụ của quân Kanto Nhật Bản đóng tại Thiên Tân. Anh Tam Hiệp, anh gia nhập vào tổ chức đặc vụ này từ khi nào vậy? Anh Tam Hiệp, mục đích ban đầu của anh khi tham gia tổ chức này là gì? Bây giờ tỉnh Nhật Hà, cô nghe tôi nói đã. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này chính là để vạch trần bộ mặt thật của một người phụ nữ. Chính là cô ta. Tiểu thư Molly, cô ta không phải người Trung Quốc, mà là một đặc vụ Nhật Bản chính cống. Cô ta là quá phụ của hội trưởng Trương của hội đua ngựa. Cô ta cưới hội trưởng Trương chính là để cướp đoạt bảo vật của Trương gia. Tôi có thể bảo đảm bằng mạng sống của mình, mỗi một câu mà tôi nói đều là sự thật, không có nửa lời dối trá.
Alo, tôi nghe đây. Chủ tịch Inuka, cậu nói đi. Tam Hiệp mở họp báo, công khai toàn bộ thân phận của Moleko. Ngoài ra, Hà Ngọc Ánh cũng đang ở hiện trường. Cậu nói cái gì cơ? Hà Ngọc Ánh làm sao cơ? Cùng Tam Hiệp vạch trần thân phận của Moleko. Cậu nói to lên chút đi. Cục Cảnh sát Thiên Tân đã tiếp nhận trình báo của Tam Hiệp và Hà Ngọc Ánh. Chuyện xảy ra đột ngột quá. Chủ tịch hãy mau tìm cách ứng phó, nếu không sẽ xảy ra rắc rối lớn. Tôi biết rồi. Alo, Moleko, nghe cho rõ đi rồi hãng nói. Cô cái gì mà cô chứ? Khó nghe quá đi thôi. Ông phải nói to lên chứ, phải mạnh dạn nói to thì người ta mới nghe rõ được chứ. Bà đi gọi Moleko, kêu cô ấy nghe điện thoại. Inuka đúng không? Không may rồi, cô ta vừa hay không có ở đây. Được rồi, tôi xin bà hãy bảo Moleko nghe điện thoại, nhờ bà đó làm ơn đi. Vậy thì còn được. Đợi đó, để tôi xem cô ta xong chưa đã. Lan Ngọc, Sư Nương. Sao thế Sư Nương? Lại đây, có mấy phóng viên tới rồi. Bốn người? Mới bốn người thôi sao? Vậy đợi thêm chút nữa đi, đến càng nhiều càng tốt. Vui thật đấy, tên đốn mặt này sắp tới ngày tàn đời rồi. Xem Sư Nương vui chưa này. Chứ gì nữa, con giống như cún con đang ngồi trước cửa để canh giữ cho người vậy đó. Được rồi, con mau qua đó đợi đi. Vâng thưa chủ nhân. Alo, tôi nói cho ông biết, Moleko đang bị tiêu chảy, tạm thời vẫn chưa giải quyết xong. Hay là lát nữa ông gọi lại đi. Tôi nói cho bà biết, sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn rồi đó. Được thôi, vậy thì tôi cũng nói thật với ông. Cho dù tôi bảo cô ta tới nghe điện thoại thì cảnh sát cũng không cho đâu. Khắp nơi trong nhà đều là cảnh sát. Thế này đi, ông mau chóng cúp điện thoại đi. Tôi đứng đây cầm điện thoại, sắp bị chuột rút đến nơi rồi. Được không hả? Lại bị chuột rút, không ổn rồi. Trưởng quan, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại không? Không được. Đi được rồi chứ? Đợi tôi một chút. Anh Tam Hiệp, nếu anh đã nói tới cơ quan tình báo đóng tại Thiên Tân, vậy thì chắc còn cơ quan khác nữa nhỉ? Anh Tam Hiệp, người trên lệnh truy nã này là anh đúng chứ? Anh là một tên sát nhân bị truy nã, chúng tôi rất khó tin lời anh nói. Thậm chí chúng tôi còn nghi ngờ anh chỉ điểm vợ ba của hội trưởng Trương là vì che giấu một âm mưu nào đó. Người phụ nữ bên cạnh anh là con dâu của hội trưởng Trương quá cố. Hai người lại đứng cùng nhau ở buổi họp báo này. Xin hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Thank you.
Molly cô đi thong thả nhé. Trước khi cô bị xử bắn, tôi nhất định sẽ tới thăm cô. Tôi sẽ mang cho cô thứ gì đó thật ngon nhé. Sau này nếu như cô được chôn cất ở Thiên Tân, tôi nhất định sẽ đến viếng mộ cô thường xuyên. Cô yên tâm. Đừng ngã đó nhé. Mặt có vết xước thì lúc ra đi sẽ không còn đẹp nữa đâu. Ra rồi kìa, cô ta ra rồi kìa. Mau lên đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng đi mà. Nói gì đi chứ, cô mau nói đi. Có chuyện gì vậy? Chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào vậy? Cô mau nói đi. Đừng đi mà. Sự việc rốt cuộc là thế nào vậy? Đừng đi mà. Đuổi theo đi, cô đừng đi mà. Đuổi theo đi mọi người, mau đuổi theo đi. Cục cảnh sát tô giới Pháp, Thiên Tân. Cảnh sát trưởng, giám sát và bảo vệ hai người này. Đưa cậu ta vào trong trước đi. Vâng thưa cảnh sát trưởng, mời đi theo tôi. Hà Ngọc Ánh, vì sự an toàn của em, tạm thời em chịu khó ở đây ít lâu nhé. Dù sao Molly cô cũng bị bắt rồi, người Nhật sẽ không để yên cho em đâu. Cảm ơn anh Hồ Sinh. Nếu có chuyện gì thì bảo họ báo với anh. Cũng không còn chuyện gì nữa cả. Em chỉ lo cho anh Lâm Đức thôi. Như vậy đi, một khi cơ hội chín muồi, anh sẽ tìm cơ hội để hai người gặp nhau. Anh đi trước đây. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Phan An. Có thể một số vị ở đây đã biết về tôi. Cũng có vài vị đã nghe đến tên tôi hoặc từng đọc thơ của tôi. Nhưng hôm nay mời mọi người đến đây không phải để thảo luận về vấn đề văn học, mà là tôi muốn làm rõ với các vị một chuyện. Sở trưởng đâu? Cảnh sát trưởng Hồ. Sở trưởng đi nghe báo cáo pháp y rồi. Sở trưởng. Cảnh sát trưởng Hồ, có chuyện gì sao? Súng bắn tỉa trong phòng vật chứng đã biến mất. Được rồi, lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu. Sở trưởng, báo cáo đường đạn, báo cáo pháp y và cả dấu vân tay thu thập được. Tôi không tìm thấy chúng ở phòng lưu trữ. Không phải tôi đã nói rồi sao? Chuyện này tôi sẽ nói với anh sau. Anh qua văn phòng của tôi đợi đi. Tôi ở đây đợi anh. Tôi đợi anh ngoài cửa. Tiếp tục đi. Liên quan đến tam phu nhân của hội trưởng Trương Thế Sơn quá cố, có tin đồn cô Molly cô là gián điệp Nhật Bản. Tôi ở đây để làm chứng cho cô ấy. Cô ấy tuyệt đối không phải người Nhật Bản. Cô ấy là người Trung Quốc chính gốc. Anh có tư cách gì để chứng minh cô ta không phải là gián điệp Nhật Bản? Có bằng chứng gì không? Vậy quan hệ của anh với cô ta là gì? Câu hỏi của anh rất hay. Tôi cũng đang định giải thích rõ cho mọi người. Tôi và Molly cô là hàng xóm từ khi còn nhỏ. Chúng tôi học chung trường cấp 1 và cấp 2. Thế nào? Như vậy đã đủ tư cách chưa? Được, vậy xin hỏi. Là như thế này, chúng tôi là thanh mai trúc mã. Bạn thời thơ ấu, cô ấy là tình đầu của tôi. Cô ấy cũng là người phụ nữ mà tôi muốn dùng may mắn cả đời để cưới cô ấy làm vợ. Thưa anh Phan An, tôi có câu hỏi muốn hỏi anh. Không ngờ anh Phan lại có thể thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai người như vậy. Xin hỏi trước khi cô ta kết hôn với hội trưởng Trương, hai người đã từng dung tục? Ở đây tôi có thể khẳng định với các vị, giữa tôi và cô Molly cô hoàn toàn trong sạch. Xin các tờ báo lá cải đừng cố đào sâu vào những câu chuyện tầm thường rẻ tiền
để tăng doanh số bán. Anh Phan, vậy theo như anh đã nói, anh và cô Moleko chắc hẳn là người Mãn Châu. Anh là ai vậy? Tôi là biên tập viên của Nhật báo Mãn Châu tại Thiên Tân. Mời anh ra ngoài, ở đây không hoan nghênh nhà báo nước ngoài. Anh Phan, tôi không có ý đó. Vậy ý của anh là gì? Bây giờ tôi nói cho anh biết, Đông Bắc là lãnh thổ của Trung Quốc. Đông Bắc mãi mãi là đất của người Trung Quốc. Mời anh ra ngoài, tôi không chào đón anh. Sở trưởng, Hồ Sinh, anh có thôi không hả? Cậu nói gì chứ? Cậu nói lại tôi nghe xem. Có một người tự xưng là bạn trai cũ của Moleko đang cố rửa sạch tội danh gián điệp của cô ta. Bạn trai cũ sao? Hắn tự xưng mình bạn thời thơ ấu của tiểu thư Moleko. Sau đó gặp cô ấy ở cục cảnh sát. Tôi hiểu rồi. Đối với chúng ta, đây cũng là một chuyện tốt. Bỗng dưng xuất hiện một người bạn trai cũ, có lẽ tình hình sẽ nhanh chóng thay đổi. Chắc chắn buổi họp báo này là do Moleko cố ý sắp xếp. Cậu mau quay lại đi. Nếu như có chuyện gì quan trọng, báo cho tôi ngay. Vâng. Vào đi. Chủ tịch, mọi chuyện xong hết rồi chứ? Đã xong hết rồi. Saicho, cậu biết gì không? Tên Hồ Sinh đó vẫn còn sống. Sao có thể chứ? Chuyện này để sau này nói đi. Hy vọng sau này gặp phải những chuyện như vậy, cậu hãy giải quyết nhanh gọn để tránh phiền phức về sau. Vâng. Ra ngoài đi. Anh nói lại lần nữa xem, anh làm gì vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao? Vụ án này do tôi phụ trách, vì đội điều tra đặc biệt của cục cảnh sát và phòng trị an đã cùng nhau kiện anh. Nói anh nhiều lần, thả phần tử cộng sản mà họ vất vả bắt được. Thậm chí trong số đó còn có lãnh đạo của Đảng Cộng sản khu vực Hoa Bắc. Lãnh đạo của cục tô giới cũng đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để điều tra anh. Điều tra tôi? Tôi có gì mà điều tra? Nghi ngờ anh liên quan đến cộng sản chứ gì nữa. Cấp trên cũng nói rõ ràng rồi, một khi điều tra ra, lập tức hủy bỏ chức vụ cảnh sát trưởng và cả trưởng phòng pháp y của anh, giao cho cục cảnh sát xử lý theo luật. Một lũ ngốc. Được rồi, nể tình đồng nghiệp mấy năm nay, chúng ta cũng coi như bạn cũ. Tôi đã báo cáo với cấp trên rồi. Bọn họ dự tính cho anh hai lựa chọn. Một là chấp nhận điều tra. Nếu không có bằng chứng, anh nói lựa chọn thứ hai đi. Sự lựa chọn thứ hai thì đơn giản, giao giấy tờ với cả súng rồi từ chức. Cầm lấy đi. Tôi không làm nữa. Anh, tính khí kỳ cục này mãi không thay đổi được. Mọi người đều biết rồi, cô Moleko bị một người có tên là Tam Hiệp tố cáo. Tên Tam Hiệp này là ai? Hắn ta tự xưng, hắn được tuyển vào cơ quan tình báo của quân Kanto Nhật Bản đóng tại Thiên Tân với chức vụ thiếu úy. Nhưng hắn có bằng chứng không? Không có. Hắn có nhân chứng không? Cũng không có. Vậy hắn dựa vào đâu? Và có tư cách gì để buộc tội người khác? Tôi có thể nói với mọi người ở đây rằng, tên Tam Hiệp này, hắn là một tên kéo xe cho nhà họ Hà ở tỉnh Nhiệt Hà. Mà trùng hợp thay, hôm đó người đã xuất hiện và đứng cạnh hắn chính là đại tiểu thư của Hà gia, Hà Ngọc Ánh. Cô ta cũng là con dâu của hội trưởng Trương.
Theo những gì cô Moliko nói với tôi, Tam Hiệp luôn yêu thầm Hà Ngọc Ánh. Đáng tiếc là Hà Ngọc Ánh từ nhỏ đã được định sẵn hôn ước với Trương Thiếu Gia. Dừng xe. Cảnh sát trưởng Hồ, tôi có việc quan trọng, mau mở cửa cho tôi vào trong. Xin lỗi cảnh sát trưởng, vừa rồi sở trưởng gọi đến, nói anh đã rời khỏi cục cảnh sát, không được vào trong. Mong cậu nghe rõ lời tôi nói, tôi có việc quan trọng, phải vào đó ngay. Xin lỗi, cảnh sát trưởng Hồ, tôi không thể cho anh vào được. Tôi nói nhiều như thế, chắc mọi người đã hiểu rồi nhỉ? Tại sao họ lại buộc tội cô Moliko? Bởi vì mục đích của họ chỉ có một, chính là bắt cô ấy vào tù, để đạt được tham vọng, độc chiếm tài sản của Trương gia. Hội trưởng Trương đã qua đời. Trương Thiếu gia, Trương Lâm Đức, mặc dù không còn bị tình nghi sát hại người khác, nhưng đến nay vẫn chưa rõ tung tích, không biết còn sống hay không. Vậy còn ai chia tài sản với họ nữa? Phải, chỉ còn mỗi cô Moliko, cho nên họ đã tổ chức một buổi họp báo gây chấn động, buộc tội cô Moliko là gián điệp, khiến cho cô Moliko bị cảnh sát Tô Giới Anh tống cổ vào tù một cách oan ức. Đồng phạm của cặp gian phu dâm phụ Tam Hiệp và Hà Ngọc Ánh chính là cảnh sát trưởng Hồ Sinh. Hắn ta đã thông đồng với hai người họ. Hắn ta buộc tội cô Moliko có liên quan đến vụ án. Bọn họ đều là cá mẻ một lứa, thông đồng với nhau. Sở trưởng, tôi muốn đón Tam Hiệp và Hà Ngọc Ánh. Đã thả rồi mà. Chuyện này xảy ra khi nào? Thả được một lúc rồi, anh giao họ cho ai? Giao cho? Không phải chứ, Hồ Sinh. Tôi giao họ cho ai? Liên quan gì đến anh? Hơn nữa, anh đã bị đình chỉ chức vụ, anh có quyền gì mà vào phòng tôi? Chẳng biết phép tắc gì cả. Ra ngoài đi. Ra ngoài.